Huấn luyện viên Tan Chen Hue cho rằng khả năng phản công của đội tuyển Việt Nam là rất đáng gờm. Ông khẳng định bằng mọi giá Malaysia sẽ không được phép để thủng lưới tại sân Bukit Jalil. Ngoài ra, ông cũng đánh giá trận chung kết có ý nghĩa khác với vòng bảng. Ở vòng bảng, Việt Nam đã từng đánh bại Malaysia 2-0 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Malaysia đã có trận đấu tuyệt vời ở bán kết. Tôi nghĩ các cầu thủ Malaysia sẽ giữ nguyên cảm xúc, tinh thần như vậy ở trong trận chung kết lượt đi. Ý tưởng về lối chơi cho Malaysia sẽ được quyết định sau buổi tập cuối cùng. Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Họ đã thắng chúng tôi 2-0 ở vòng bảng tại Hà Nội. Nhưng đây là trận chung kết, tính chất khác và cả hai sẽ chơi bóng hoàn toàn khác. Cầu thủ của tôi đã học được rất nhiều từ trận thua tại Hà Nội. Quan trọng là họ sẽ tập trung tối đa về trận đấu để có được lợi thế trong trận chung kết lượt đi này.